cải tạo nhà cấp 4 nhanh chóng và tiết kiệm chi phí thì dùng vật liệu gì? Đó là câu hỏi của một số các anh chị em gửi về cho Hạ Haroma. Và như chúng ta đã biết thì nhà cấp 4 không còn xa lạ gì với mỗi người dân Việt Nam nữa. Nhà cấp 4 thì sử dụng là mái ngói và mái tôn. Và thông thường thì nhà cấp 4 là những nhà đã cũ và đã được xây cách đây nhiều năm rồi. Nhiều gia đình thì không có điều kiện để xây lại và đang tìm một giải pháp để có thể cải tạo lại ngôi nhà của mình, thì trong video này Hạ sẽ chỉ cho các bạn những vật liệu để giúp cho chúng ta cải tạo nhà cũ trở nên tiện nghi hơn. Và đặc biệt khi các bạn xem hết video này, không những nhà của anh chị trở nên tiện nghi hơn mà nhìn lại như homestay vậy. Và vì thế các anh chị hãy cùng tương tác với Hạ bằng cách ấn đăng ký kênh nha. Anh chị nào đã đăng ký kênh rồi thì cho Hạ một like để Hạ chia sẻ thật nhiều thông tin hữu ích hơn nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi nào. Với những ngôi nhà cũ, nhà cấp 4, thường thì tường và trần nhà của chúng ta đã có cái hiện tượng như là bong chóc, ẩm mốc do khí hậu của Việt Nam mình, đó chính là khí hậu nóng ẩm gió mùa. Đồng thời với những ngôi nhà đã xây rất là nhiều năm rồi thì tường của chúng ta bị bảo bục rất là nặng. Và thông thường với những cái ngôi nhà như vậy, cách mà chúng ta có thể khắc phục cũng như là cải tạo lại ngôi nhà là gì? Thì đầu tiên các bạn có thể tham khảo một số các vật liệu như đó chính là dốc đi và sơn chát lại. Với cái giải pháp này thì nhà của chúng ta cũng trở nên sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên thì nó sẽ khiến rất là bụi bẩn và nó xáo trộn rất là nhiều đến cuộc sống của anh chị em nhà mình. Một số những cái giải pháp khác như là chúng ta có thể sử dụng thêm đó chính là giấy dán tường. Giấy dán tường thì mang lại cái tính thẩm mỹ khá là cao. Tuy nhiên thì nếu như mà tường nhà mà đã bị ẩm mốc nặng và cái cốt nền của nó không được chắc ấy thì là giấy dán tường nó sẽ không được bền mọi người ạ. Một số khác thì các anh chị muốn tiết kiệm chi phí hơn thì sẽ sử dụng nó như những cái tấm xốp và bóc ra dán trực tiếp lên thôi. Tương tự với cái những cái xốp như thế này thì nó cũng sẽ giống như là giấy dán tường. Và nếu như tường không phẳng thì chúng ta sẽ rất nhanh chóng phải bảo hành bảo trì lại, nó sẽ bị bong chóc mọi người ạ. Bây giờ một trong những cái giải pháp mà Hạ muốn chia sẻ với các anh chị em nhà mình, một trong những giải pháp mà mình tin chắc rằng đấy là cái vật liệu nó sinh ra để cho những anh chị em nào muốn cải tạo nhà cũ, đó chính là sử dụng tấm ốp nhựa nano. Như chúng ta có thể quan sát thấy ở đây, đây là một trong những cái tấm ốp nhựa nano anh chị em nhà mình ạ. Và tấm ốp nhựa nano này tại sao mình lại nói rằng sinh ra để cho những ngôi nhà muốn cải tạo? Bởi vì là nó được thiết kế dạng nỗ giống như thế này này. Thành phần của nó sẽ bao gồm là hạt nhựa kết hợp với cả bột đá nên nó có khả năng chống ẩm mốc, chống mối mọt và chống cong vênh tuyệt đối. Và một tấm của nó sẽ dài như thế này này anh chị em nhà mình ơi. Tấm của nó rất là dài nên là giúp cho cái quá trình thi công của mình làm cho trần hay cho tường đều được luôn mọi người ạ. Một cái điều mà mình vừa có chia sẻ với anh chị và các bạn đấy, tường nhà mà đã cũ đã bị bong chóc và ẩm mốc rồi thì đây chính là vật liệu để dành cho nó. Nó được thiết kế dạng hèm khóa âm dương như thế này mọi người ơi. Đó, nên khi thi công thì mình chỉ việc khoan bắt vít giữ cố định cái tấm này vào hệ tường hoặc là hệ trần, hệ khung xương. Sau đó thì tấm tiếp theo mình sẽ nắp tương tự như vậy, liên tục mình sẽ làm với những tấm tiếp theo nữa. Và vì là nó được sử dụng nó là khoan bắt vít và giữ cố định lên trên hệ tường hoặc là hệ trần, vậy nên là cái kết cấu của nó rất là tốt mọi người ạ. Nên tường nhà của chúng ta mà đã bị bong chóc, ẩm mốc mà đã bị bở bục nặng rồi ấy thì đây không có một cái giải pháp nào hoàn hảo bằng cái giải pháp dùng tấm Haroma Nano. Và đặc biệt là nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau anh chị em nhà mình ạ. Trên tường của Hạ đây thì đang có là một số màu, chưa phải là tất cả. Nó phù hợp với thẩm mỹ của rất là nhiều các anh chị em nhà mình, từ những bác là nhiều tuổi hay là những cái thế hệ trẻ thì sẽ thích những cái gam màu như là màu hoa giấy. Ở ngoài ra thì có màu vân đá, màu vân gỗ. Vân gỗ thì có rất là nhiều màu đẹp nữa. Đó, nó có thể thay thế cho trần gỗ nếu như mà mình không muốn là tường hay là trần của chúng ta bị mối mọt. Và đó có là lý giải cho tại sao lúc đầu Hạ có nói với anh chị đấy, là cái tấm Haroma Nano này, cái vật liệu mà Hạ sẽ giới thiệu cho các anh chị em nhà mình, chắc chắn nó còn làm cho nhà của chúng ta sẽ như là homestay. Các anh chị cùng tham quan một chút khi mà các bác chủ nhà đang cải tạo lại nhà bằng cái tấm Haroma Nano này nhá. Đây mọi người cùng quan sát này. Đó, nhìn có đúng là giống homestay không mọi người? Đó, thấy Hạ nói đúng chưa nào? Nếu mà thấy đúng thì comment đúng nha. Và mọi người ơi, tuy là nó rất là đẹp nhưng Hạ vẫn muốn lưu ý với các anh chị em nhà mình trong cái quá trình thi công cái tấm Haroma Nano này, với việc là cải tạo nhà cấp 4 cũ, đó chính là tường nhà của chúng ta đã bị bong chóc và ẩm mốc nặng rồi, thì tốt nhất là anh chị em nhà mình nên đi thêm một hệ khung xương. Hệ khung xương ở đây có thể sử dụng là khung xương sắt hộp hoặc là khung xương thạch cao đều được mọi người nhé. Chỉ cần là đảm bảo cái khoảng cách đi xương phù hợp thì cái công trình của chúng ta sẽ trở nên là bền chắc hơn. Nhớ là bôi thêm keo mặt sau thì tường của chúng ta sẽ là rất là chắc chắn và nó không có cái hiện tượng là bồm bộp bồm bộp nha. Một tấm mà dài 3 mét như thế này thì chúng ta có thể đi là 5 đến 6 cái ke thì chắc chắn rằng tường của chúng ta sẽ rất là chắc chắn. Và vừa rồi thì Hạ vừa tổng hợp cho các anh chị em nhà mình những cái vật liệu mà mình sẽ sử dụng cho cái việc là cải tạo nhà cấp 4 cũ. Mình tin chắc rằng với những cái thông tin vừa rồi đã giúp ích cho các anh chị em nhà mình, cũng như là anh chị em nhà mình đã biết rằng là nên lựa chọn vật liệu nào phù hợp nhất với ngôi nhà của mình. Và trong những video tiếp theo, Hạ sẽ còn review liên tục các thông tin về dòng vật
liệu mới. Vì vậy để không bỏ lỡ những video đó, anh chị em như mình hãy ấn vào nút đăng ký kênh nha. Ấn vào nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo của Lê Hạ Haroma. Trong trường hợp mà còn bất kỳ thắc mắc nào thì cứ để lại phần bình luận, Hạ sẽ ra các video tiếp theo để giải đáp cho các anh chị được tốt hơn. Bây giờ thì Hạ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.